được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam Việt-S 2024 Hà Nội. Triển lãm Việt-S 2024 Hà Nội có quy mô 150 gian hàng trên 5.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, là sự kiện xúc tiến thương mại lớn cho ngành quảng cáo in ấn Việt Nam. Tại đây, các doanh nghiệp đã trình diễn nhiều công nghệ máy móc tiên tiến như máy in UV khổ rộng lên đến 6,8 mét, công nghệ in chuyển nước, công nghệ in tem UV DTF dán trên mọi chất liệu, màn hình LED trong suốt, keo dán siêu dính 3T chịu nhiệt độ 110 độ C cùng hàng trăm hệ thống máy móc, công nghệ và vật liệu phụ trợ mới nhất trên thị trường. Được biết, sau 13 lần tổ chức thành công, Việt-S được Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu UFI công nhận là triển lãm đạt chuẩn quốc tế. Tham dự sự kiện này, các tổ chức doanh nghiệp trong ngành có cơ hội giao lưu và tiếp cận công nghệ tiên tiến, tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp uy tín, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giao thương, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của ngành quảng cáo, in ấn và bao bì Việt Nam.